Chương 2: Hiệu lệnh điều khiển giao thông. 2.1: Các phương pháp điều khiển giao thông. Tại những nơi cần điều khiển giao thông sẽ dùng các phương pháp sau: bằng tay, bằng cờ, bằng gậy chỉ huy giao thông có màu đen trắng xen kẽ, có đèn hoặc không có đèn ở bên trong, bằng đèn tín hiệu ánh sáng. Việc chỉ huy giao thông được thực hiện bằng hai cách: người điều khiển, hệ thống tín hiệu ánh sáng tự động. 2.2. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. Người điều khiển giao thông. Người điều khiển giao thông phải là cảnh sát giao thông, mặc sắc phục theo quy định của nhà nước, hoặc là những người được giao nhiệm vụ điều khiển giao thông có mang băng đỏ rộng 10 cm ở cánh tay phải. Hiệu lệnh của cảnh sát điều khiển giao thông: tay giơ thẳng đứng để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở các hướng dừng lại. Hai tay hoặc một tay dang ngang để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái của người điều khiển giao thông được đi. Tay phải giơ về phía trước để báo hiệu cho người tham gia giao thông ở phía sau và bên phải người điều khiển giao thông phải dừng lại. Người tham gia giao thông ở phía trước người điều khiển giao thông được rẽ phải. Người tham gia giao thông ở phía bên trái người điều khiển giao thông được đi tất cả các hướng. Người đi bộ qua đường phải đi sau lưng người điều khiển giao thông. 2.3. Hiệu lực của người điều khiển giao thông. Người tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của người điều khiển giao thông, kể cả trường hợp trái với tín hiệu của đèn điều khiển giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường. 2.4. Điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn. Điều khiển giao thông bằng tín hiệu 3 màu. 1. Đèn tín hiệu giao thông có 3 màu: đỏ, vàng và xanh, có hình dạng tròn lắp theo chiều thẳng đứng hoặc nằm ngang. Thứ tự lắp đèn theo chiều thẳng đứng, trên cùng là đèn đỏ, giữa là đèn vàng và dưới cùng là đèn xanh. Thứ tự lắp đèn theo chiều nằm ngang, bên trái là đèn đỏ, giữa là đèn vàng và bên phải là đèn xanh. 2. Ý nghĩa của từng màu quy định như sau: A. Tín hiệu xanh là được đi. B. Tín hiệu đỏ là cấm đi. C. Tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát nhường đường cho người đi bộ qua đường. 2.4. Điều khiển giao thông bằng tín hiệu đèn. Đèn phụ. A. Đèn tín hiệu lắp theo chiều thẳng đứng có thể có một hoặc hai hộp đèn phụ có hình mũi tên. Hộp đèn phụ được lắp đặt trên mặt phẳng ngang với tín hiệu xanh. Trường hợp này, các loại phương tiện giao thông chỉ được đi khi tín hiệu mũi tên bật sáng. Tín hiệu mũi tên cho phép rẽ trái thì đồng thời cho phép quay đầu. Khi tín hiệu mũi tên bật sáng cùng một lúc với tín hiệu đỏ hoặc vàng thì người điều khiển các phương tiện đi theo hướng mũi tên chỉ phải nhường đường cho các loại phương tiện đi từ các hướng khác đang được phép đi. B. Đèn tín hiệu không có hộp đèn phụ thì trong từng tín hiệu có thể có hình mũi tên. Những tín hiệu mũi tên này có thể được giải thích trên một biển phụ lắp đặt bên dưới hoặc bên trên hộp đèn tín hiệu. Nếu mũi tên chỉ của loại đèn tín hiệu không có hộp đèn phụ này chỉ hướng cho phép rẽ trái thì đồng thời cho phép quay đầu. Điều khiển giao thông bằng loại đèn 2 màu. A. Điều khiển giao thông đối với người đi bộ bằng loại đèn 2 màu. Phía trên là tín hiệu màu đỏ có hình người tư thế đứng hoặc chữ viết dừng lại. Phía dưới là tín hiệu màu xanh có hình người tư thế đi hoặc chữ viết đi. Người đi bộ chỉ được phép đi qua đường khi tín hiệu đèn xanh bật sáng và đi trong hành lang vạch sơn. Tín hiệu đèn xanh nhấp nháy báo hiệu chuẩn bị chuyển sang tín hiệu màu đỏ.
B. Loại đèn hai màu xanh và đỏ không nhấp nháy dùng để điều khiển giao thông ở những nơi giao nhau với đường sắt, bến phà, cầu, cấp giải cho máy bay lên xuống ở độ cao không lớn, vân vân. Đèn xanh bật sáng cho phép các phương tiện giao thông được đi, đèn đỏ bật sáng cấm đi. Hai đèn xanh và đỏ không được cùng bật sáng một lúc. Điều khiển giao thông bằng đèn tín hiệu hai hộp treo trên phần đường xe chạy. Để điều khiển giao thông cho từng loại phương tiện trên từng làn riêng có thể áp dụng đèn tín hiệu hai hộp treo trên phần đường xe chạy. Tín hiệu xanh có hình mũi tên chỉ xuống dưới, tín hiệu đỏ có hình hai gạch chéo. Những tín hiệu của đèn này có ý nghĩa như sau. Tín hiệu xanh cho phép đi ở trên làn đường có mũi tên chỉ. Tín hiệu đỏ cấm đi trên làn đường có treo tín hiệu màu đỏ. Khi cả hai tín hiệu đèn không bật sáng, cấm tất cả các loại phương tiện đi vào làn đường này. 2.5. Hiệu lực của đèn tín hiệu. Ở nơi giao nhau vừa có đèn tín hiệu vừa có bố trí biển báo hiệu thì lái xe phải tuân theo hiệu lệnh của đèn tín hiệu. Trong trường hợp đèn tín hiệu tắt hoặc có đèn tín hiệu vàng nhấp nháy thì lái xe phải tuân theo biển báo hiệu. 2.6. Tín hiệu đèn ưu tiên. Đèn được gắn trên nắp buồng lái các xe ưu tiên. Đèn chớp, nhấp nháy phát sáng màu xanh, màu đỏ hoặc xanh, cộng với đỏ đối với loại đèn dài 3 màu. Cho các loại xe ưu tiên của công an, xe cứu hỏa. Đèn chớp, nhấp nháy phát sáng màu đỏ cho xe của quân đội, xe cứu thương. Đèn chớp nhấp nháy phát sáng màu vàng cho các loại xe hộ đê, bảo đảm giao thông, khắc phục sự cố, thiên tai. Chương 3. Biển báo hiệu đường bộ. 3.1. Phân nhóm và hiệu lực của biển báo hiệu. Phân nhóm biển báo hiệu. Biển báo hiệu đường bộ gồm có 153 kiểu được chia thành 5 nhóm. A. Biển báo cấm để biểu thị các điều cấm gồm có 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140. Biển báo nguy hiểm để cảnh báo các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra gồm có 46 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 201 đến biển số 246. C. Biển hiệu lệnh để báo các hiệu lệnh phải thi hành gồm có 9 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 301 đến biển số 309. D. Biển chỉ dẫn để chỉ dẫn hướng đi hoặc các điều cần biết gồm có 48 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 401 đến biển số 448. D. Biển phụ để thuyết minh bổ sung các loại biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển hiệu lệnh và biển chỉ dẫn gồm có 10 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 501 đến biển số 510. Hiệu lực của biển báo hiệu theo chiều ngang đường. A. Hiệu lực của các loại biển báo nguy hiểm và chỉ dẫn có giá trị trên tất cả các làn đường của một chiều xe chạy. B. Hiệu lực của các loại biển báo cấm và biển hiệu lệnh có thể có giá trị trên tất cả các làn đường hoặc chỉ có giá trị trên một hoặc một số làn của một chiều xe chạy. Khi đó, biển báo hiệu được treo ở phía trên mỗi làn đường được đánh dấu riêng biệt bằng các vạch dọc liền trên mặt phần xe chạy. Khi gặp biển báo cấm và biển hiệu lệnh, người tham gia giao thông đường bộ phải tuyệt đối tuân theo những điều cấm mà biển đã báo, trừ các xe ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. 3.2. Biển báo cấm. Tác dụng và cách nhận biết. Nhóm biển báo cấm gồm có 40 kiểu được đánh số thứ tự từ biển số 101 đến biển số 140 để biểu thị các điều cấm hoặc hạn chế. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều cấm mà biển đã báo.
Các biển báo cấm đều có dạng hình tròn, trừ biển 122 dừng lại có dạng hình 8 cạnh đều và đều có viền đỏ, trừ biển 133, 134, 135 có viền xanh. Nền biển hầu hết là màu trắng, trên nền có vẽ hình màu đen đặc trưng cho điều cấm hoặc hạn chế sự đi lại của người và phương tiện tham gia giao thông. Ý nghĩa các loại biển báo cấm. Biển số 101 đường cấm. Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi lại, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Nếu có biển báo đường cấm kèm theo hàng rào chắn ngang trong phần xe chạy, thì các xe được ưu tiên cũng không được phép đi vào. Biển số 102 cấm đi ngược chiều. Biển báo đường cấm tất cả các loại phương tiện tham gia giao thông đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 103A cấm ô tô. Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kể cả mô tô ba bánh có thùng đi qua, trừ xe mô tô hai bánh, xe gắn máy, kể cả xe máy điện và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 103B cấm ô tô rẽ phải. Biển báo đường cấm xe ô tô rẽ phải, kể cả xe mô tô ba bánh, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 103C cấm ô tô rẽ trái. Biển báo đường cấm xe ô tô rẽ trái và cũng không được phép quay đầu xe, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 106AB cấm ô tô tải. A. Biển báo đường cấm tất cả các loại xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ, trọng lượng xe và hàng lớn hơn 3,5 tấn đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển có hiệu lực cấm đối với cả máy kéo và xe máy chuyên dùng. B. Nếu trên biển quy định trọng tải, chữ số tấn ghi bằng màu trắng trên hình vẽ thì chỉ cấm những xe ô tô có trọng lượng toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển. Biển số 107 cấm ô tô khách và ô tô tải. Biển báo đường cấm xe ô tô khách và các loại xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ lớn hơn 3,5 tấn, kể cả máy kéo và xe máy chuyên dùng đi qua, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông. Biển số 108 cấm ô tô kéo móc. Biển báo đường cấm tất cả các loại xe cơ giới kéo theo rơ móc, kể cả xe mô tô, máy kéo, xe ô tô khách kéo theo rơ móc đi qua, trừ loại xe ô tô semi rơ móc và các loại xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có kéo theo rơ móc. Biển số 109 cấm máy kéo. Biển báo đường cấm tất cả các loại máy kéo, kể cả máy kéo bánh hơi và bánh xích đi qua. Biển số 110A cấm đi xe đạp. Biển báo đường cấm xe đạp đi qua. Biển không có giá trị cấm những người dắt xe đạp. Biển số 110B cấm xe đạp thổ. Biển báo đường cấm xe đạp thổ đi qua. Biển không có giá trị cấm người dắt loại xe này. Biển số 111A cấm xe gắn máy. Biển báo đường cấm xe gắn máy đi qua. Biển không có giá trị cấm đối với xe đạp. Biển số 11A và 11C cấm xe ba bánh loại có động cơ. Biển báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô. Biển báo đường cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy, xe lô máy. Biển số 111B cấm xe ba bánh loại có động cơ như xe lam, xích lô máy. Biển số 111C cấm xe ba bánh có động cơ như xe lôi. Biển số 111D cấm xe ba bánh loại không có động cơ. Biển báo đường cấm xe ba bánh loại không có động cơ như xích lô, xe lôi đạp. Biển số 112 cấm người đi bộ. Biển báo đường cấm người đi bộ qua lại. Biển số 113 cấm xe người kéo đẩy.
biển báo đường cấm xe người treo đẩy đi qua. Biển không có giá trị cấm những xe của trẻ em và phương tiện chuyên dùng để đi lại của những người khuyết tật. Biển số 114 cấm xe xúc vật kéo biển báo đường cấm xúc vật vận tải hàng hóa hoặc hành khách dù kéo xe hay chở trên lưng đi qua. Biển số 115 hạn chế trọng lượng xe. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ cả xe và hàng vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua. Biển số 116 hạn chế trọng lượng trên trục xe. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có trọng lượng toàn bộ cả xe và hàng phân bố trên một trục bất kỳ của xe vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng tấn đi qua. Biển số 117 hạn chế chiều cao. Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ đi qua, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có chiều cao, tính đến điểm cao nhất cả xe và hàng hóa, vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua. Biển số 118 hạn chế chiều ngang. Biển có hiệu lực cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ có chiều ngang cả xe và hàng hóa vượt quá trị số ghi trên biển tính bằng mét đi qua. Biển số 119 hạn chế chiều dài ô tô. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ, có độ dài toàn bộ cả xe và hàng vượt quá trị số ghi trên. Biển số 120 hạn chế chiều dài ô tô kéo rơ móc. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ kéo theo rơ móc, kể cả ô tô sơ mi rơ móc và các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ kéo theo rơ móc có độ dài toàn bộ cả xe, rơ móc và hàng vượt quá trị số ghi trên biển đi qua. Biển số 121 cự ly tối thiểu giữa hai xe. Biển báo xe ô tô phải đi cách nhau một khoảng tối thiểu. Biển có hiệu lực cấm các xe ô tô không được đi cách nhau với cự ly nhỏ hơn trị số ghi trên biển tính bằng mét kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 122 dừng lại. Biển có hiệu lực buộc các loại phương tiện giao thông đường bộ, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ, phải dừng lại trước biển hoặc trước vạch ngang đường và chỉ được phép đi khi thấy cất tín hiệu do người điều khiển giao thông hoặc. Biển số 123A cấm rẽ trái. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ, xe cơ giới và xe thô sơ rẽ trái. Trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Nếu đã đặt biển cấm rẽ trái thì cũng không được phép quay đầu xe. Biển số 123B cấm rẽ phải. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ, xe cơ giới và xe thô sơ rẽ phải. Trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 124A cấm quay xe. Biển báo đường cấm các loại phương tiện giao thông đường bộ quay đầu xe theo kiểu chữ U, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển không có giá trị cấm rẽ trái để sang hướng đường khác. Biển số 124B cấm ô tô quay đầu xe. Biển báo đường cấm xe ô tô và xe mô tô ba bánh quay đầu xe theo kiểu chữ U, trừ các xe. Biển số 125 cấm vượt. Biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới vượt nhau, kể cả những xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ, được phép vượt xe mô tô hai bánh, xe gắn máy. Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số 133, hết cấm vượt hoặc đến chỗ có biển số 135, hết tất cả các lệnh cấm, nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác, hết tác dụng. Biển số 126 cấm ô tô tải vượt.
biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe ô tô tải có trọng lượng toàn bộ lớn hơn 3,5 tấn vượt nhau, kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Được phép vượt xe mô tô hai bánh, xe gắn máy. Biển không có giá trị cấm các loại xe cơ giới khác vượt nhau và vượt xe ô tô tải. Biển hết hiệu lực cấm khi có biển số 133 hết cấm vượt hoặc đến chỗ có biển số 135 hết tất cả các lệnh cấm nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng. Biển số 127 tốc độ tối đa cho phép, biển có hiệu lực cấm tất cả các loại xe cơ giới đường bộ chạy với tốc độ tối đa vượt quá chỉ số ghi trên biển, tính bằng tranh, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển có hiệu lực từ chỗ đặt biển đến chỗ có biển, hết tất cả các lệnh cấm nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng. Biển số 128 cấm bóp còi, biển báo cấm các loại xe cơ giới sử dụng còi hiệu lực của biển được báo bằng biển phụ số 501, phạm vi tác dụng của biển, đặt dưới biển chính hoặc từ chỗ đặt biển đến chỗ đặt biển số 135, hết tất cả các lệnh cấm nếu đồng thời có nhiều biển cấm khác hết tác dụng. Biển số 129 kiểm tra, biển báo nơi đặt trạm kiểm tra các loại phương tiện vận tải, qua đó phải dừng lại để làm thủ tục kiểm tra kiểm soát theo quy định. Biển số 130 cấm dừng xe và đỗ xe, biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đường bộ dừng và đỗ lại ở phía đường có đặt biển, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Dừng xe là đứng yên, không được tắt động cơ và người lái xe không được rời tay lái. Hiệu lực cấm của biển bắt đầu từ chỗ đặt biển đến ngã ba, ngã tư tiếp theo, hoặc đến vị trí quy định nơi đỗ xe dừng xe, hoặc đến chỗ đặt biển số 135, hết tất cả các lệnh cấm. Biển số 131 ABC cấm đỗ xe, biển số 131A có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào bất kể ngày nào, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 131B cấm đỗ xe vào những ngày lẻ, biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày lẻ, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 131C cấm đỗ xe vào những ngày chẵn, biển có hiệu lực cấm các loại xe cơ giới đỗ ở phía đường có đặt biển vào những ngày chẵn, trừ các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ. Biển số 132 nhường đường cho xe cơ giới gần đi ngược chiều qua đường hẹp, biển báo cho các loại phương tiện giao thông đường bộ kể cả các xe được ưu tiên theo luật giao thông đường bộ đi theo chiều nhìn thấy biển phải nhường đường cho các loại xe cơ giới đi theo chiều ngược lại khi đi qua đoạn đường hẹp. Biển số 133 hết cấm vượt, biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 125 cấm vượt và biển số 126 cấm ô tô tải vượt hết tác dụng. Biển số 134 hết hạn chế tốc độ tối đa, biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 127 hạn chế tốc độ tối đa hết tác dụng. Kể từ biển này, các xe được phép chạy với tốc độ tối đa đã quy định trong luật giao thông đường bộ. Biển số 135 hết tất cả các lệnh cấm, biển báo cho người lái xe biết hiệu lực của biển số 121 cự ly tối thiểu giữa hai xe và các biển từ biển số 125 đến 131 ABC đối với các xe đang chạy cùng một lúc hết tác dụng. Biển số 136 cấm đi thẳng, biển được đặt trước nơi đường giao nhau và có hiệu lực cấm tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ đi thẳng ở nơi đường giao nhau. Nếu có quy định riêng về thời gian và loại xe thì có biển báo phụ hoặc kèm theo hình vẽ.